cộng đồng Việt Nam này hết. Suốt ngày đi cầm cờ, đi biểu tình rồi cái này cái kia, cộng đồng Trung Quốc ở đây đầy ra. Trung Quốc có làng ở Trung Quốc hết cả. Đâu có thấy đứa nào lên đấy, đâu có thấy đứa nào chống cộng sản Trung Quốc đâu. Hả? Mình đây xã đã nói nhiều lần rồi, toàn là ăn đồ Trung Quốc thôi. Xong chống độ hàng hóa Việt Nam. Đó. Cho nên đã bảo vừa đi biểu tình xong rồi đi ra đại nhạc hội. Đại nhạc hội thì cái nơi đấy nó là toàn người Trung Quốc. Đấy. Có những ngày xưa có những toàn cái nơi cái gì, những cái tiệm nhà hàng đó toàn người Trung Quốc nấu ấy. Đó. Thế thì chống cái gì, các ông các bà chống cái gì, chỉ tùng lâm túng ba vào xong rồi ok, ăn uống vui chơi với nhau thì ok, nhưng mà cái bọn mà nó nập ra, nó cứ lấy Việt Nam mà có lũ lụt á, nó lại bảo là đại nhạc hội quyên góp gửi về cho đồng cứu trợ đồng bào miền Trung, rồi đại nhạc hội này đại nhạc hội kia, cứ Việt Nam có một cái gì là bắt đầu chúng nó đại nhạc hội, chúng nó đại nhạc hội để quyên góp. Cái đi chơi á thì có một lần Ni Sa đã nói Ni Sa cũng đi, thì không biết là cái đại gì Ni Sa không biết, nhưng mà cái con bé nó kêu Ni Sa đi thì Ni Sa đi. Đi vào trong đấy làm sao, nghe hát xong rồi à, mới đầu vào trong đấy bắt đầu đứng lên chào cờ, chào cờ, chào xong rồi, xong ăn uống xong rồi, xong bắt đầu nó đi nó bán CD, nó đi nó bán băng nhạc, nó quyên góp, rồi nó đi xin tiền từng người một, xin để quyên góp cho người này người kia, nó lấy cái tên này tên kia nó quyên góp đấy. Nhưng thực chất á, những cái người ở Việt Nam nhận được bao nhiêu tiền rồi á, nó lại bảo là đừng gửi tiền về Việt Nam. Vậy thì hai cái đấy nó có mâu thuẫn với nhau không, các mọi người thử suy nghĩ xem nó có mâu thuẫn với nhau không, nó có bị điên bị khùng không đó. Rồi ngay chính mắt Ni Sa nhìn thấy nó vào nó cầm cái tờ giấy, nó bảo không biết cái chuyện gì á, Ni Sa không nhớ là quyên góp, một bà rút 50 đồng ra đưa cho nó đấy. Đấy là những cái lừa đảo của cái bọn lãnh đạo cộng đồng ở đây. Ok, Ni Sa nói đấy, Ni Sa không sợ đâu. Cái thằng nào bảo tao là cộng sản, tao là cộng sản, làm mẹ gì tao. Đó. Bây giờ Úc nó cũng treo cờ cộng sản kìa, sao chúng mày không đi ra chúng mày biểu tình đi, không biểu tình đi. Úc bắt tay với cộng sản, làm ăn với cộng sản, tại sao chúng mày không biểu tình đi. Xong rồi suốt ngày nói là cái gì tự do, ai có quyền nói nên cái tiếng nói của mình ấy. Tao cũng đang nói nên tiếng nói của tao đây, sự suy nghĩ của tao đây, cái sứ tự do này tao có quyền nói cái gì tao nghĩ mà. Tại sao chúng mày cấm tao? Ở Việt Nam mà con này nên chửi cộng sản, con kia nên chửi cộng sản, nó sang bay cả sang Úc để nó đi chơi con Hồng Thái Hoàng ấy. Thì không thấy nó bị bắt. Mà trong khi đó mình ở đây mình mang quốc tịch Úc mà mình nói nó bảo mình cộng sản, nó đuổi mình về, thì ở đâu có tự do hơn? Đúng không? Các bạn thử suy nghĩ xem đúng không? Nó nên xả là cái con người nên xả có cái gì nên xả tức là lý do phải nói ra ngay, không thể để bụng được. Hello. Yeah. Hơn nữa mình thích về cái đề tài này, cho nên mình hay theo dõi, thì mình càng theo dõi, mình càng tìm hiểu thì mình càng hiểu ra. Mình càng hiểu ra thì khi mà mình nghe những cái kẻ nó ở đây nó xuyên tạc ấy, thì mình chịu không được. Mình phải nói thế thôi. Cho nên nhiều khi những cái người nào mà biết Ni Sa mà không thích về chuyện chính trị thì đừng bao giờ lên đây nghe Ni Sa nói. Ok, tại vì Ni Sa là cái người thích mấy cái chuyện này, thích tìm hiểu chiến tranh, thích xem cái chiến tranh, về cái những cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Lý do tại sao Ni Sa cảm thấy rất là tự hào, tại vì đất nước Việt Nam mình rất là nghèo khổ, rất là nhỏ bé, mà hết cái
cái chiến tranh này đến cái chiến tranh khác, hết thằng Tàu rồi đến thằng Nhật rồi đến thằng Pháp, nó vào nó đô hộ, nó đánh người Việt Nam. Ok, vậy mà người Việt Nam bằng những cái trông, bằng những cái mưu trí mà thắng được cái cuộc chiến tranh này, nó giải chất độc da cam vào để nó thấy mình nấp ở trong rừng ấy. Nó chặt cây, nó ủi cây, nó phá rừng rồi á, nó giải chất độc xuống để cho lá rụng hết rồi cây, để không che được bộ đội, không che được quân giải phóng gì. Thì mình đào ở dưới đất, mình chui ở dưới đất lấy xả cảm thấy không nhận tuyệt vời luôn á. Mình cảm thấy mình rất là tự hào. Ngay cái đứa con ở Ninh Sa năm đó, nó suốt ngày nó thấy Ninh Sa xem Việt Nam vua, nó bảo chiến tranh Việt Nam ấy, nó bảo chứ sao mắm gì suốt ngày mà xem này. Nhưng mà nó lại xem, nó bảo con cũng tự hào cho người Việt Nam, tại vì người Việt Nam nghèo như thế mà đánh được Mỹ. Chính nó có mười mấy tuổi, nó sinh ra đời ở đây mà nó còn nói lên được những cái câu như thế. Thì bởi vậy cho nên Lisa rất là thích xem. Lý do mà Lisa thích xem chiến tranh Việt Nam là vì vì như vậy. Lisa thấy nó tuyệt vời lắm, rất là hay. Và người Việt Nam dùng những cái mưu kế, rồi tại sao mà những người lãnh đạo người ta tập hợp được những người dân rất là đoàn kết với nhau, mà giúp đỡ nhau rất là tình thương, đúng không? Chứ nếu ngay như nói thẳng những cái ông chống cộng bên này, nếu thực sự mà vì quê hương đất nước thì các ông ấy đã đoàn kết với nhau để mà giúp cho Việt Nam, chứ đâu có thằng này một nhóm, thằng này làm tổng thống, thằng này nhóm xong rồi á, nhóm này làm ăn được thì nhóm kia là bắt đầu quậy quậy, hay là cái nhà hàng này á, làm ăn được xong rồi bọn nó đến nó xin tiền không cho, bắt đầu nó moi ra, nó làm đủ mọi trò, nó nói cho người ta là cộng sản để nó tới nó quậy. Đó đó là cái mưu đồ của cái bọn lũ khốn nạn ở đây. Ngay như cái nền lần nên nên xà đi học, cái thằng ấy nó là ex chủ tịch cộng đồng, nó dạy, nó đã nên xà ngày nào nó cũng cũng tranh luận với nó nó đã muốn hất Lisa ra khỏi cái lớp đấy. Nó tìm cách, nó nói là Lisa làm bài sai này kia các thứ. Lisa cãi lại, cãi tay đôi với nó luôn, cho nên là nó muốn hất Lisa ra ngoài, đúng không? Mà mỗi lần nó vào trong lớp nó toàn nói chuyện chính trị, nó toàn nói xấu cộng sản bởi vậy cho nên là Lisa hay 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 tranh luận, cho nên là chàng đã muốn hất Lisa ra ngoài rồi. Nhưng cuối cùng ai ngờ đâu, khi mà hất Lisa ra ngoài thì cả cái trường nó đóng cửa luôn rồi. Bây giờ cái trường nó đóng cửa luôn. Nhiều cái Lisa biết về cái bọn này lắm. Cách cái gì? Còn bạn nào có, đó là nói về 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 cái thằng vừa rồi, thằng banh, cái thằng chọc đầu ấy, nó nói về cái chuyện là người Việt Nam là chào đón dân Mỹ chứ không như người không đánh, tại vì hận thù. Cái chuyện hận đó, hận bao nhiêu nước, không lẽ hận Nhật hận Trung Quốc này, hận cái gì nữa, Pháp này, hận đủ các thứ à, đúng không? Ngay như ngày xưa Mỹ cũng là thuộc địa của Anh Quốc ấy, cũng đánh nhau với Anh Quốc ấy, sao bây giờ chúng người Mỹ người ta không hận đi? Không chịu được, càng nói càng thấy cái bọn này nó như bọn điên ấy. Tại vì lý giải xem, lý giải hiểu, cho nên là khi mà nghe thấy những cái luận điệu như thế, lý giải bức xúc không chịu được, phải phải lên tiếng, đúng không? Còn các bạn nếu mà ở Việt, vì Lisa ở cái đất này cho nên Lisa hiểu được cái bọn ở bên này nó như thế nào. Còn những chuyện ở Việt Nam thì Lisa không có sống ở đó, gia đình Lisa ở đó thật, nhưng mà những cái chuyện những cái tranh chấp hay là cái gì để cho người 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 Việt Nam lên án, đúng không? Cũng như là
Nên Sa tin tưởng một điều là khi mà bất công quá đấy, không có ai người ta chịu ngồi im cả, ngay như người miền Bắc cũng vậy thôi. Tại sao người ta phải xung phong đi bộ đội? Ông cha ông của mình đây, tại sao người ta phải xung phong đi bộ đội? Tại vì á, mình đang sống hòa bình, mình đang đàng hoàng thế này, lại bị nó bỏ bom vào đầu, hoặc là trước đây đánh Pháp. Tại sao mà người ta nổi dậy người ta đánh Pháp? Bởi người ta khổ quá, người ta bị đày đọa, người ta khổ quá, cho nên một là chết, hai là thắng, đúng không? Cho nên là người ta phải đứng lên. Con người Việt Nam là như vậy, tuy rằng người ta nghèo khổ nhưng mà cái ý chí của người ta kiên cường lắm. Nhưng không, chúng nó cứ nói là cái gì Hồ Chí Minh giết bao nhiêu triệu người, thế Hồ Chí Minh cứu bao nhiêu triệu người thì chúng nó lại không nói. Chết đói năm 40 năm mấy mấy triệu người chết ấy, thì sao chúng nó không nói đi, mấy cái người đây ai làm chết đó? Còn nữa, không có Hồ Chí Minh thì làm sao mà đánh đuổi được bọn Pháp, để cho bọn Mỹ nó nhảy vào rồi nó dựng nên cái bọn 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 Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa ra đời năm nào? Hồ Chí Minh là một chủ tịch nước Việt Nam đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm bốn mấy sao quên nữa, hình như năm bốn bốn mấy thì sao không biết, thôi không nhớ, 45 46 gì đấy phải không? Thế sao không, chỉ nhớ ngày mùng 2 tháng 9 thôi, đúng không? Rồi chúng nó ra đời, bọn Việt Nam Cộng Hòa ra đời năm nào? Còn cái lá cờ vàng nên Sa nói cho các bạn biết là trước năm 70 năm, đúng không? Mỹ 1.000 năm Trung Quốc đô hộ, đúng không? 100 năm là Pháp đô hộ, đúng không? Vậy thì cái lá cờ đấy ra đời từ cái thời nào? 1.100 năm trừ đi trước năm 70 năm thì cái lá cờ vàng đấy nó ra đời từ lúc nào và của ai? Trung Quốc nó mang cái lá cờ đấy vào, nó đô hộ Việt Nam 1.000 năm. Cờ đấy là cái cờ theo cái quẻ quy ly cái gì đấy, nó có người Trung Quốc mang sang, ok. Rồi sau đó thực dân Pháp và đô hộ vẫn dùng cái cờ đó, sau đó năm 75 lại dùng lại cái cờ lá cờ đó, thì cái lá cờ đó là cái lá cờ xâm lược, ok. Năm 45, đúng rồi. Thì năm 45 là cái năm đó là Bác Hồ kêu gọi toàn dân đứng lên chống thực dân Pháp, rồi cái gì Việt Minh kêu gọi dân là cướp cái kho thóc của Nhật nữa, tại vì chết đói nhiều quá, nó bắt mình nhổ lúa lên trồng đay, thì mấy triệu người đó chết, sao cái bọn Ba Que không nói đi hả? Tại sao chết mà Việt Nam, mà Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập thì lúc đó là Hồ Chí Minh là chủ tịch của một nước Việt Nam rồi, nước Việt Nam cả Nam lẫn Bắc, cuối cùng á bọn Mỹ lại muốn nhảy vào đánh Việt Nam, cho nên nó bắt ép là phải chia cắt hai miền ra, để sau đó 2 năm sau bắt đầu tổng tuyển cử. Nếu như ở miền Nam mà thắng thì làm tổng thống, mà nếu như Hồ Chí Minh thắng thì là làm chủ tịch, đúng không? Là đất nước Việt Nam là hòa nhập với nhau. Nhưng mà nó đâu có chịu, nó xé cái hiệp định đó ra, nó không chịu chấp nhận là 2 năm sau biểu tình, tại vì nó biết là nếu như là bầu cử, nếu như bầu cử thì Hồ Chí Minh sẽ thắng, tại vì 80% là dân chúng là toàn theo Hồ Chí Minh thôi, cho nên nó biết là nếu như bầu cử thì Hồ Chí Minh sẽ thắng, cho nên nó xé cái hiệp định đó đi, nó không chấp nhận theo cái hiệp định đó. Thì dĩ nhiên là người 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 mình là phải miền Bắc mới miền Nam là phải 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 đánh lại chứ, làm gì có cái vụ mà này vô lý vậy, đúng không?
lại nói là miền Bắc chiếm miền Nam này kia các thứ rồi nhồi sọ đây, con này bị nhồi sọ đây, bom nó bỏ vào đầu chạy như vịt đây. Ok, nhân chứng sống đây, có thằng nào bác que nào đến đây nói chuyện với tao không? Để chúng mày thế cái lũ ngụy theo Mỹ để lấy gì tống vào mõm và ăn chơi. Ở Úc không đi bầu mà phạt là sao nhỉ? Việt Nam phải năn nỉ đi bầu. Yeah, ở đây á, là đến 18 tuổi là bắt đầu phải điền điền đơn là đi bầu cử rồi đó, là mình có tên ở trên đấy. Nếu mình không đi bầu cử là mình bị phạt á, không biết phạt bao nhiêu tiền ấy, xà quên rồi. Cho nên là người người ở đây đi bầu cử ra giống như là phải đi ấy. Rồi đi đa đảng là xong. Khi mà đi ra bầu cử ấy, mấy cái người mà người ta đi tuyên truyền giống như là bọn bọn ba que nó nói là nhồi sọ đấy, người ta xếp hàng hai bên này, người ta bên này là đảng này, bên kia là đảng kia, từng đảng một, nó từng tốt một, xong rồi nó đưa cái giấy của nó ra, xong nó cười toe toét ra đảng này đảng kia, hả, đứng xếp hàng hai bên mình đi vào, xong rồi nó chào mình á, hello này kia các thứ, là bầu cho người này người kia, nó vẽ sẵn ra cho mình rồi, để làm sao mình bầu cho nó, chứ đâu có phải như cái bọn ở bên này đâu. Nó cãi nhau vung tim mẹ lên, xong bắt đầu ai nói về về ví dụ như đa đảng thì cũng có đảng cộng sản, không lẽ đảng cộng sản cộng hòa cứ ngồi đấm nhau tối ngày vậy thế, ngu lắm cơ rồi ạ. À, nó đùa chứ, nói thì nó dài dòng lắm, nhưng mà Lê Sào nói qua qua là như vậy thôi. Nếu mà nói về đa đảng là phải dành cả một cái clip để nói về cái chuyện đó. Thì lúc nào mà Lisa mà lại thích nói về cái chuyện đó, Lisa sẽ nên Lisa nói đa đảng là cái gì. Ok.